tất cả đơn đều free ship hết chị, chưa có đơn nào thu phí hết, cứ yên tâm nha chị ơi. Vải áo tú mặc á, vải áo tú mặc là 170.000 một vải áo, một set là 270.000 một set nha chị nhá. Đây này các chị. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 170.000 một áo, 270.000 một set, chị nào lấy thì các chị chốt tiền. Đẹp lắm các chị, đẹp lắm, mặc ở ngoài phải nói là đúng gọi là xuất sắc luôn. Chị nào lấy vải áo mẫu mặc comment giúp em vải áo mẫu mặc à? Đâu 170.000 một áo, 270.000 một set. Trân Nguyễn vải áo mẫu mặc, Thanh Nguyễn vải áo mẫu mặc, Nga Dương vải áo mẫu mặc, Kem Cốm vải áo mẫu mặc, con thiết kế Hoa Hồ vải áo mẫu mặc, Hoa Phạm vải áo mẫu mặc. Các bạn thì em có thời gian, các bạn Trần Lan vải áo mẫu mặc nha, nhiều lắm, nhàn nhiều đồ đẹp lắm, mà chưa có thời gian bán thôi chị ơi. Vải áo mẫu mặc là chất đều là Vân Pháp thiết kế như chị. Em mặc là lụa Vân Pháp thiết kế đấy các chị. Nguyễn Ngọc Phương vải áo mẫu mặc, Đặng My vải áo mẫu mặc, Bùi Thủy vải áo mẫu mặc, Hồng Vấn Nguyên vải áo mẫu mặc, Nguyễn Thị Lệ Lương vải áo mẫu mặc, Phạm Duyên vải áo mẫu mặc, Lữ Bảy vải áo mẫu mặc, Huỳnh Ngọc Minh vải áo mẫu mặc, Quỳnh Anh vải áo mẫu mặc, Tia Hoàng vải áo mẫu mặc, Anna Ngọc Huê vải áo mẫu mặc, Nguyễn Hiếu vải áo mẫu mặc. Thu Phương Lê vải áo mẫu mặc, Jenny Phục vải áo mẫu mặc, Loan Đỗ Loan Đỗ vải áo mẫu mặc, Thanh Phượng vải áo mẫu mặc, Xuân Hiền Nguyễn vải áo mẫu mặc. Trần Thanh Hậu vải áo mẫu mặc. Còn màu gì nữa bỏ hết lên đây cho chị. Còn hai ba màu màu xanh màu gì nữa đâu, không quay còn mình thấy đâu rồi. Các chị ơi, các chị nghe em nói này. Thường á, ví dụ như áo em mặc á là đa số nha, đa số nha. Em chỉ làm có một màu thôi chứ em không có làm hai ba màu. Nhưng mà em thấy cái mẫu này là các chị mặc rất là dễ thương. Là thứ nhất, thứ hai nữa là cái hoa văn của nó đúng chuẩn theo dạng là, nói chung là lâu lâu tự nhiên em thích cái gì đó nó hơi hoàng cổ chút xíu. Nó là dạng cảm xúc mà này các chị, cho nên em làm sẵn luôn cho các chị. Ngoài cái màu áo em mặc là màu vàng đồng là dễ mặc nhất, thì em có làm cho các chị thêm ba màu nữa là màu xanh, màu hơi hơi tím tím và màu hơi hồng cánh sen một chút xíu. 170.000 một áo, để có nhiều chị ấy muốn mua đồng phục ấy là có sẵn luôn. Còn đặt cái thì đa số nhà em sẽ không có bán hàng đặt cho các chị, đặt là các chị phải mua số lượng lớn, với lại là các chị mua xỉ em mới đặt cho các chị. Vì em vẫn thường nói là riêng hàng thiết kế thì em không có nhận đồng phục, cho nên là em đưa cả ba màu này lên. Ngoài cái màu áo em mặc là bốn màu ra cho các chị, các chị muốn mua màu nào các chị lấy liền giúp em nha. Chị Phạm Hương ơi, có một vấn đề này em nói luôn với các chị thêm một lần nữa này. Thứ nhất á, là đơn hàng của bên em á, các chị mua hàng hoàn toàn in phiếu ra trước đi, hoàn toàn là các chị được free ship. Cho nên là vấn đề ở đây, nếu thuận lợi cho bên em bán hàng cho các chị để gửi hàng đến cho mình ấy, thì em sẽ làm sao đấy để thuận lợi cho cả hai bên luôn. Ví dụ chị nhận hàng và bên cả bên bán hàng luôn. Vì chị nói là đơn tối hôm qua mua thì hôm nay có gộp đơn không. Ví dụ đơn tối ngày hôm qua và đơn trưa ngày hôm qua nếu chị có mua thì bên em sẽ gộp cho các chị thành một đơn. Và một ngày ấy, bên em sẽ có hai like, like buổi trưa và like buổi tối. Thế có áo của tú mặc thì cứ in ra đi, đừng có đợi tú nói một hồi nữa là tí nữa ấy nữa. Rồi xong rồi là ví dụ một ngày bên em sẽ có hai like cho các chị. Nếu các chị mua một ngày mà được hai like nha các chị nha, một ngày mà có hai like, các chị mua hai đơn thì bên em sẽ gộp cho các chị thành một đơn. Còn nếu từ ngày hôm trước qua ngày hôm sau để gộp đơn cho các chị thì bên em từ chối không có gộp đơn cho mình. Nhưng nếu chị có gộp đơn đi chăng nữa thì chị cũng không phải mất tiền phí. Cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Cho nên là các chị nghĩ là gộp đơn để thuận lợi cho các chị. Nhưng mà các chị ơi, em đã tạo đủ mọi điều kiện thuận lợi cho các chị mua vải ở bên em rồi. Cho nên là cái gì thuận lợi cho cả hai bên thì mình hợp tác cho vui nha. Thứ nhất,
một ngày em có hai like em sẽ tự gộp cho các chị chứ các chị không cần phải nói. Còn em nhắc lại thêm một lần nữa là đơn của ngày hôm trước và ngày hôm sau thì bên em không có gộp cho mình. Và đơn nào các bạn sẽ gọi điện và chốt đơn cho mình, đơn đấy mình ok thì đi hàng. Toàn bộ đơn hàng các chị nếu có sự thay đổi, nếu có thu phí thì bên em sẽ thông báo. Còn hiện tại bây giờ vẫn còn nằm ở mức là bên em có hỗ trợ đơn hàng cho mình free ship, không phải trả bất cứ đồng nào tiền phí hết. Nhận hàng thanh toán tiền tại nhà cho em nha các chị nha. Rồi, hết. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Jenny Nguyễn vải áo mẫu mặc, Cổ Thanh Tâm vải áo mẫu mặc, Nguyễn Sakura vải áo mẫu mặc, Nguyễn Thị Thu Hà vải áo mẫu mặc, Kim Anh Dương vải áo mẫu mặc, Teresa Hà Nguyên vải áo mẫu mặc, Lê Ngút Hai vải áo mẫu mặc, Hồng Cúc Nguyên vải áo mẫu mặc. Nhưng mà cái màu em mặc, nếu mà em vẽ lựa thì em khẳng định với các chị hôm nay em mặc là đẹp nhất. Còn em có làm thêm cho các chị ba màu ở trên tay em đang cầm và mỗi một màu chỉ có 10 áo thôi nha các chị nha. Thế cô đặt vải áo mẫu mặc, Diều Vũ vải áo mẫu mặc, thấy bé mất ship 20.000 chị lộ. Các chị lộ giữa đơn hàng nào hoặc là đơn hàng các chị mua như thế nào, các chị có thắc mắc gì cứ nhắn tin trực tiếp lên Messenger giúp em nha. Còn toàn bộ đơn hàng bên em là hoàn toàn free ship. Còn các chị đang lộn giữa trang nào hay các chị đang lộn giữa đơn hàng nào, vì vấn đề có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Nhiều chị đơn hàng là các chị mua hàng là các chị đổi, nói chung là rất là nhiều thứ để trả lời rõ ràng cho các chị từng cái một, từng cái trường hợp một, thì các chị cứ vui lòng nhắn tin cho Messenger giúp em ha. Kim Hương đoàn vải áo mẫu mặc, Tuyết Lê vải áo mẫu mặc. Đây, màu xanh này các chị. Màu này là ở ngoài của nó gần giống như là màu thôi thôi cà rốt tô tô. Và màu này ở ngoài của nó là màu trắng. Nó khác nhau hoàn toàn luôn. 170.000 một áo nha các chị ơi. Một áo 270.000 một bộ nha các chị nha. Các chị ơi, khi các chị mua hàng thì các chị lưu ý giúp em nha. Có những ngày mà em share bài của trang Vải Dài Thiên Kim ấy, em thấy có rất là nhiều trường hợp các chị mua trang ở bên đó, các chị cứ qua nhà em, các chị đòi đủ mọi thứ, đòi kiểm tra, đòi cái này, đòi cái kia, đòi cái nọ. Các chị ơi, mua hàng thì vui lòng nhìn kỹ giúp em nha các chị nha. Còn nếu bên em có không giải quyết vấn đề cho mình, nếu các chị có mua vải ở bên trang của nhà em thì bên em sẽ giải quyết cho mình nha. Rồi 170.000 một áo. Tình yêu ơi, này cũng có điều kiện xảy ra ấy, mấy chế ơi. 509 cho em, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 509 cho em. Chắc phải là lụa Vân Phép nha các chị. Jenny Nguyễn 509, Thay Mai Nguyên 509, Thơ Thơ 509, Nguyễn Ngọc Hường 509, Châu Lê 509, Trần Lục 509, Hà Phạm 509, Nguyễn Thị Yến 509, Thu Thanh Lê 509, còn một Oan Nguyễn 509. 509 em hết ạ. Màu này các chị chốt Nguyễn cho em. Nguyễn Thị Mai vải áo mẫu mặc 41. Thảo Lê vải áo mẫu mặc 41 cho em, 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 41 cho em. Đẹp lắm luôn. Hương Võ 41, Jenny Nguyễn 41, Đi Liễu hai vải áo mẫu mặc, Tuấn Nguyên 41, Vân Na Hoàng 41, Phan Thị Cẩm Hoa 41, Phượng Hoàng 41, còn hai, Hồng Lê 41, còn hai, Hồng Trần 41, còn một, Đạm Mi 41, lấy em hết 41. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 270.000 một bộ nha các chị ơi. Và màu này các chị chốt cho em là 60. Nói vậy chứ màu vàng đồng. Trần Thu Hà vải áo mẫu mặc 6 áo, dễ mặc nhất. Trương Thị Chiêu vải áo mẫu mặc 60 cho em, giá 170.000 một vải áo. Phương Võ 60, Thế Vũ Thị Thê 60, Giang Lê 60, Phương Đan 60, Mộc Viên 60, Dương Bảo Gia Long 60, 2 áo, còn 2. Gia Lê 2 vải áo mẫu mặc, Dương Bảo Gia Long 2 vải áo mẫu mặc, Maria Ngô 60, còn 1. Kim Phượng 60, nữa em hết 60.
Thúy Quyến vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc giá 170 ngàn một vải áo, chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc. Mẫu này là một trong những mẫu mà nhà em bán cho các chị cũng rất là hot hit luôn. 885 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 885 cho em. 170 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ. Chắc phải là lụa Vân Pháp nha các chị nhé. Vân Pháp thiết kế nhà em pattern yêu ơi. Rồi cái này mà may lên là đẹp chất sắc cuộc đời luôn. Hàng Nguyên vải áo mẫu mặc. Jenny Nguyễn 885, Jenny Phục 885. Phan Thị Cẩm Hoa 885. Cho em giá 170 ngàn. Mang phạm 885 xếp. Còn 3 Thôi mang với 885 xếp. Còn 2 chung là hôm nay mẫu nào mà xuất sắc là em làm đợt này nữa là em ngưng luôn á, để em làm cho hàng khách chị không bán lẻ. Này hàng 1885 xếp. Các chị ơi, chắc phải là lụa Vân Pháp nha, 170.000 một tháng. Chị nào lấy thì các chị chốt 798 thôi. Chi Nguyễn vải áo mẫu mặc 798 cho em, giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Lan Anh Nguyễn vải áo mẫu mặc. Đỗ Phương 798. Duyên Nguyễn 798. Nguyễn Thị Hải Yến 798 xếp. Có đọc tên là có nha chị ơi, còn không đọc tên là không có đây. 798 cho em, giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Jenny Phục 798, An Đỗ Thị Thúy 798, Thảo Huỳnh 798. Hải Vân 798. Nguyễn Hằng vải áo mẫu mặc. Nguyễn Thị Hiền vải áo mẫu mặc, Thảo Huỳnh vải áo mẫu mặc. Kim Lan Lê vải áo mẫu mặc. Thảo Nguyễn 885. 885. Nguyễn Ngân vải áo mẫu mặc. Kim Phượng vải áo mẫu mặc. Quá trời. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 270.000 một bộ. 674 chị nào lấy thì các chị chốt 674 cho em. Quá đẹp luôn. Mấy mẫu này các chị có mặc đến 5 năm nữa nó vẫn sang. Đã là hàng thiết kế là các chị mua mẫu nào là mặc và chất lượng mẫu đó, còn không thì các chị cứ mua khoảng khác các chị mặc phải tơ tằm và dễ mặc nhất. Còn những cái này mà lên mà không được thì không lên. Kim Lan Lê 674 đẹp. Dương Ân 674. Từ Chiên 674. Ngọc Hương 674 xếp. Thay Phương Lê 674. Ái Tuyết Bạn 674. Đúng không? Đã thiết kế là phải mua xứng đáng, còn không thôi thì trang vào áo, không thôi thì cứ mua tơ phản mặc là dễ mặc nhất. Đà My 674. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chất vải là lụa Vân Pháp thiết kế. Đỗ Phương 674, Hà Trần 674, Thúy Nguyễn 674. Cái này mà các chị mua vào đầu năm mà các chị tặng cô giáo hay là
nay là sắp sửa đấy, ba mướn từ một các thằng quốc khánh của Việt Nam này, có mua đồng phục cho cơ quan mà cũng còn đẹp chứ đừng nói. Giá thành này em thấy quá là vừa phải rồi đó các chị. Còn các chị ơi, 6,4. Em nói thật luôn đó, tiền nào của đấy nó không có giống nhau được đâu các chị. Sao mà giống nhau được, người với người còn chả giống nhau, nó chi là đồ. Sinh đôi kia còn chưa bao giờ giống nhau được nữa. 570 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 570 cho em các chị ơi. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị. Vải áo mẫu mặc giá 170.000 một vải áo, chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. Nếu Trần Thị Bích 570, Annie 570, Lan Anh Nguyễn 570, Teresa Hà Nguyên 570, Nguyễn Đồng Học 570, Kim Lan Lê 570, Phương Đan 570, Lan Đào 570, Nguyễn Thị Hải Đường 570, Thảo Trang 570, Lê Thị Hải Hà 570. Dạ ok chị Mai Hồng Tê Vũ. Dung Nguyễn 570, Jenny Nguyễn 570, Châu Lê 570, còn một Nguyễn Hiệp vải áo mẫu mặc, Tiffany B Nguyễn vải áo mẫu mặc, Thu Nguyễn 570, nếu em hết 570.000 một áo nha các chị ơi, 270.000 một bộ nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em 299 cho em, chị em 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chắc phải là lụa Vân Phát. Chị nào lấy thì các chị chốt 299 cho em. Sinh đôi một cùng một trứng, cùng một thằng chồng ấy còn chẳng giống nhau, chẳng giống nhau được các chị. Các gì? 299 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 299 cho em. Nguyễn Thị Hải Đường 299, Nguyễn Bạch Mai 299, Lan Nguyễn vải áo mẫu mặc, Nguyễn Hương vải áo mẫu mặc, Lê Thị Hải Hà 299, Thơ Nguyễn 299, Tuấn Nguyên 299, Teresa Hảo Nguyên 299, Nguyễn Đồng Ngọc 299, Phép Hương Đào 299. Nguyễn Mai 299, Thu Ba Lê 299, Đỗ Liên 299. Yến Nguyễn 570. Vải áo cũng mặc cả bộ vải là giá 270.000. Kim Lan Lê 299. Còn 3. Nguyễn Cát Tường vải áo mẫu mặc, Phạm Ngọc 299, Hoài Sen 299, còn một Nguyễn Thị Bảo Nhi 299. 735 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 735 cho em. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Tiffany B Nguyễn 735, Hải Phạm 735, không có điểm. Thiên Nhi vải áo mẫu mặc, vải tú mặc giá 170, bộ xếp bộ tú mặc giá 270 nha các chị. Liên Phùng 735, Liên Liên 735, Tiên Văn 735 xếp, Ngọc Hương 735 xếp. Bảy ba năm cho em giá 170.000. Ngọc 735, 270.000 một bộ. Còn Ngọc Hương 735, còn hai. Trần Bích Vân 735, còn một. Lê Thị Hải Hà 735. Vải áo mẫu mặc giá 170.000, chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. Lan Chương vải áo mẫu mặc, không 40
cho em giá 170.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 040 cho em. Thế chào nguyên vải áo mẫu mặc. Các chị nhìn thấy hoa sen không? Nó có một cái gì đó rất là thanh tao chứ không có cái kiểu nó bụt trên cái áo đâu nha các chị. Không bao giờ. Thứ nhất là cái màu này các chị mặc rất là trắng da. Thứ hai nữa là cái hoa của đây thì các chị may cũng rất là có hồn nha các chị. Cục một phát hổ ngay trên dưới chân không có đâu các chị nhìn kìa. Kim cục không muốn không, thương võ không muốn không, trà lộ không muốn không, Kim Man Lê không muốn không, Tiffany Ti Nguyễn không muốn không, Thi Hạng Trần không muốn không, Thư Thư không muốn không, Anh Thư không muốn không, Hải Phạm không muốn không, Thúy Cô Đạt không muốn không, Mai Vũ không muốn không, La Nguyễn không muốn không, Nguyễn Quyên không muốn không, còn Hàn Truyền Nguyễn không muốn không, còn Lê Thị Hải Hà không muốn. Các chị ơi, chị nào lấy xét thì đáng xét luôn cho em này. Các bạn phối đẹp lắm, các chị đợt này là em nói các bạn phối làm sao phải thật là chuẩn chu cho các chị nhìn cái áo lên một cái và các chị nhìn hay là nhìn qua em luôn. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Các chị ơi. Hàng này em làm cho các chị là cùng với lại đội ngũ thiết kế mà em làm ảnh tin cho các chị chứ không phải em làm hàng cả lơ và lờ ở đâu. Số 10 cho em giá 170.000. Tôi xin tê tê vải áo mẫu mặc. Số 10 cho em giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em. Từ đến chất vải cho tới thiết kế các chị nhìn sẽ hoàn toàn khác, không có giống nhau. Và mượn vải áo mẫu mặc, Annie vải áo mẫu mặc, Tiffany B Nguyễn số 10, Thủy Nguyễn số 10 xét, Thanh Hương Nguyên số 10. Mai Vũ số 10 xét. Trần Lục số 10, Trần Bích Vân số 10, Thảo Vi số 10, Góc Bếp Cổ Phạm số 10, Mai Hồng Tê Vũ số 10, Oanh Nguyễn số 10 xét. Vải áo mẫu mặc giá 170.000, chị nào lấy thầm bên dưới em vải áo mẫu mặc. Lê Thị Kim Anh vải áo mẫu mặc. Hải Nguyễn số 10, Tân Lê số 10, Lê Thị Hải Hà số 10, Mai Trúc số 10, Nguyễn Hương số 10. Em cho dời hết lại cái này là ảnh xin của nhà em này. Thực tế em này cái này luôn này coi cho các chị. Một mét thiết kế em đã mắc. Một áo thiết kế em đã mắc cho các chị giá trị chính thức cộng thêm giá trị chân lập đó là 25.000 rồi. Không có chuyện mà bạn giống nhau được. Không có cách gì giống nhau được đâu các chị. Nay cha vải áo mẫu mặc 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Trời ơi, một tính nó khoe thêm cái cùng một tính thang một tính luôn. 722 cho em nha các chị ơi. Sao từ nãy giờ không chia sẻ livestream cho Tú vậy? Không chia sẻ livestream cho Tú vậy? Vải áo mẫu mặc giá là 170.000, chị nào lấy cầm lên cái đen vải áo mẫu mặc. 722 cho em nha. Đây các bạn sẽ phối cho các chị quần một tính than luôn nè. Chị nào lấy set thì đáng set luôn cho em. Bọn Nguyễn vải áo mẫu mặc, Tiffany B Nguyễn 722, Jenny Nguyễn 722 set, Nguyễn Thị Hải Đường 722, Đỗ Nhung 722, Tiffany Nguyên 722. Mai Vũ 722 xếp, Mai Pháo 722, Dương Nguyễn 722, Hồng Nhung Bùi 722, Tiên Văn 722 xếp, Thúy Phạm vải áo mẫu mặc. Dạ ok chị Tiffany Nguyễn. Bùi Thị 722 xếp, Bùi Hồng Nga 722, Trang Huynh 722. Còn 2 là đến là để các chị xem nha. Rất sắc chưa? Lê Phùng 722 xếp, còn 1 Tốn Ai Vũ 722. Sao mà giống nhau? Giống nhau đi còn chưa giống nhau được. Giống nhau được mà dốc. Số 8 cho em các chị ơi, vải áo mẫu mặc giá 170 và một set mẫu mặc giá là 270 các chị ơi. Số 8 cho em nha các chị nha.
em ướm cho các chị xem. Nói chung là cái mẫu nào thiết kế em cũng sẽ ướm cho các chị. Các chị thấy cả một gần một tuần nay, cả một tuần nay em đâu có làm hàng, đâu có bán ấm kim cho các chị đâu. Vì em đang giờ hàng này em làm cho các chị xong solo đấy, bắt đầu em kiểm kho còn dư là bắt đầu em lại quát, bắt đầu qua ấm kim cho các chị. Số 8 cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt số 8 cho em các chị ơi. Phan Thị Ngọc sẽ phải áo mẫu mặc. Thiên Trào Nguyên số 8, Thi Hàng Trần số 8 xếp, Ngọc Hải Vũ số 8, Nguyễn Cúc số 8, Dung Huy số 8. Jenny Nguyễn số 8 xếp. Trần Thị Thu Hương vải áo mũ mặt. Hương Võ số 8. Mẫu này đẹp. Làm cho chị vải áo quảng sát này nè. Đây cho chị đưa máy. Kim Nguyên Nguyên số 8. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị tốt số 8 cho em. Thúy Phương Đặng số 8, Yến Hoài số 8, Lê Tiến số 8 2 xếp, Hải Phan số 8 còn 1. Một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 091 cho em nha các chị nha. Ủa sao kỳ vậy trời, sao cứ mất cái áo mẫu ra là sao. 091 cho em giá 170.000 một áo các chị ơi, 270.000 một bộ nha. Xinh lắm luôn á. Phương Nguyễn 091. Thi Hải Trần 091. Phan Thị Cẩm Hoa 091. Mai Hồng Tê Vũ 091. Ngọc Minh Hân 091. Hoa Hồng Gai 091 xếp. Phải áo đấu phải áo mẫu mặt. Chị Tiffany B. Nguyễn chị chốt 8 xếp mã 091 hay là chị chốt mã số 8 và là mã số 091 nữa chị. Không 091 cho em về, em cảm ơn chị. Nguyễn Thủy phải áo mẫu mặt. Hoàng Nguyên 091. Nhưng Nguyễn xếp mẫu mặt. Mai nó cái thọt móc này á, nó ke hoặc là không treo cái hàng thiết kế của cái móc này nữa nha. Trần Vân 091. 091 giá là 170.000 một vải áo, 270.000 một xếp. Ngọc Hường 091. Tiffany B. Nguyễn 26, Duyên Nguyễn 26,
Trang Nguyễn 091 set. Ngọc Hường 26. Sửa lại cái áo kia cho nó thẳng kia cho mình thôi. Thanh Lê 091. Cái hàng mà đã cho cái chân đấy là nó phải thẳng kia nha. Mình có thể nghiêng nghiêng ngả ngả. Jenny Nguyễn 26. Mình thấy là không thích được đó. Chị nào lấy thì các chị chốt 26 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Nhắc lại cho mình là chắc phải là một con khác nha các chị ơi. Lê Nguyễn 26 091 em hết rồi nha các chị. Một ngày nếu mà là gom vào khoảng một tuần lễ thì bán được cho các chị khoảng được 50 mẫu là hết rồi. Lê hút thêm một vẻ mẫu mặt 461 cho em, giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chắc phải là lụa Vân Pháp nha các chị ơi. Nguyễn Tý 26. Trang Nguyễn vải áo mẫu mặc. Em 461 cho em, giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Hải Phạm 461. Tiffany Nguyễn 461 xếp. Nga Nguyễn 461. Thơ Nguyễn 461. Nga Đỗ vải áo mẫu mặc. Tiffany B Nguyễn 461 set. Nguyễn Thị Bích 461. Phương Thanh Nguyễn 2 vải áo mẫu mặc. Mai Chốt vải áo mẫu mặc. Trâm Nguyễn 461. Hoài Phương 26. Thu Hiền Mai 461 2 áo. Hà Thúy xếp mẫu mặc. Lê Nguyễn vải áo mẫu mặc. Và chị Ricky 091 em hết rồi chị. Nguyễn Linh 461. Quần này các bạn cố thủ với cái lái cho các chị. Cái này em cũng cố quần đen cho các chị ơi. 170.000 một áo, 270.000. Quế Xuân 461. Vải áo mẫu mặc giá 170.000 một vải áo, chị nào lấy thật cái tên nè. Tân Yêu 796 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 796 cho em các chị ơi. 170.000 một áo các chị ơi, 270.000 một bộ nha. Nguyễn Loan xếp mẫu mặc. Ừ, mặc cái này chắc chè ra phải 5 tuổi quá các chị ơi. Cái này mà mặc chắc phải chè ra ít nhất là 5 tuổi. 796 cho em, giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chắc phải là lụa thân khác. Kim Lan Lê 796, Hà Thúy 796 2 xếp. Hà Trần 796. Đỗ Liên 796. Tiffany Ngô 796 xếp. Trúc Phương Nguyên 796. My Hà Đỗ 796. Truyền Nguyễn 796. Tiên Văn 796 xếp. Tiffany B Nguyễn 796 xếp. Thanh Hải 796. Chẳng lẽ may thêm cái này. Cái này cái kia màu gì chẳng đâu. Mà cho chị thêm cái màu này. 705 các chị ơi. 705 cho em, giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ.
bán vô cùng 796. Mai hai cái áo này nữa là bán hết 15 cây. Nhẹ nhàng tình cảm. Thảo My 705, Tiffany V Nguyễn 705, Trâm Nguyễn 705, Thu Hiền May 2 áo 705, Thùy Trang 705, Nguyễn Mai Lên 705, Chết Lô Nguyễn 705, Mai Phó 705, Mai Hồng Tê Vũ 705, Ricky 705, Nguyễn Xuân 705, Tiffany Ngô 705, Chết Trâm Nguyễn thêm 1 áo 796. Kim Nam Lê 705. Đẹp lắm các chị ơi. Chua 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nhé. 827 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 827 cho em. Cái kén này mặc nó là cái người nhỏ xíu. Mai Trúc 827, Mai Hồng Tê Phú 827, Kim Phục 827, Hương Võ 827, Nguyễn Linh 827, Đinh Liễu 2 áo 827, Phan Phương Trần 827, Thiên Nga Phạm 827, Tiffany Ngô 827, Hoa Hồng Ga 827, Xếp Còn Mai Hòa 827, Còn 2 Cô Nguyễn 827, Hải Nguyễn 827, 827 nữa em thấy là không cách gì đâu. Càng lắm. Tiffany B Nguyễn 612, Jenny Nguyễn 612, Tuấn Nguyên 612, Phi Học 612, Thương Võ 612, Nguyễn Xuân vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mà giá 170.000 một vải áo nha chị ạ. Chị nào lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mà. Hoa Hồng Gai 612 xếp. Phan Thắm vải áo mẫu mà xếp. Nguyễn Ngân 612. Vân Nhi Nguyên Hồ 6. Vân Nhi Nguyên Hồ xếp mẫu mà. Các chị ơi, các chị chốt cho em là sen vàng nha. Sen vàng cho em giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chất vải là lụa Vân Phát. Chị nào lấy thì các chị chốt sen vàng cho em. Hả? 100 áo hết rồi vậy ạ? Có chứ, em chỉ còn vào một mà. Yeah. Chị làm trước cho để bỏ phiếu trước đây này. Yeah. Nguyễn Vy Phương sen vàng, Hương Võ sen vàng, Thu Trần sen vàng, Tiffany B Nguyễn sen vàng, Trần Thị Anh đào vải áo mẫu mặc, Anh Thư sen vàng, bên em bán tải không bán áo may sẵn nha chị. Candy Châu sen vàng xếp. Cường Cường sen vàng, Nguyễn Xê vải áo mẫu mặc,
170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chắc phải là một con khác. Nhớ bồi xếp mẫu mặt trên một cái sen vàng. Thùy Trang sen vàng. Phạm Đăng vải áo mẫu mặt. Trần Hòa sen vàng. Hương Phùng sen vàng. Đinh Thị Hương sen vàng. Lê Tê Minh vải áo mũ mặt. Ngọc Minh Hân sen vàng. Chị thấy em nói đúng không? Bây giờ hàng thiết kế các chị có mua giá tầm tầm 100 mấy chục ngàn, các chị mặc em có thật xin lỗi chứ. Có nhiều chị á, mặc đúng một lần, như em mặc đúng một lần duy nhất, có mặc lần thứ hai đâu. Quan trọng nhất là bây giờ các chị lựa cái hoa văn thì nó giống như gọi là cái sở thích của mình đi, cái gu của mình đi, cái tuổi tác của mình đi. Còn cái chuyện mà may cho đáng tiền công á, các chị ơi, nói thiệt nha, các chị có mua đến 700-800 ngàn hay 1 triệu mấy thì chăng nữa, mà các chị lựa không đúng với lại cái sở thích của mình hoặc là cái gu thẩm mỹ của mình thì mình mặc lên mình chưa tự tin đâu. Còn chắc phải các chị yên tâm là vì bây giờ á, áo dài nó cũng giống như xu hướng bây giờ, gọi là kỹ thuật của người thợ may á, chỉ có đưa một cái vải đến 10 triệu đi chăng nữa mà người ta may cho các chị chưa vừa mặt người thì chưa hoàn hảo một cái áo dài đẹp. Còn các chị đưa vải 100 ngàn mà các chị thứ nhất là người ta may vừa vặn cho mình, thứ hai nữa là mình có nhu cầu sử dụng và những cái mục đích đó thì nó vẫn là khác. Chứ bây giờ em hỏi các chị như bên đạo công giáo mình ha, như hôm vừa rồi lễ này, lễ vào mùa vọng á, các chị dám mặc áo đỏ đi lễ không? Các chị dám mặc mấy cái áo mà nổi bần bồng đi lễ không? Hay là các chị lựa chọn những cái gu màu tối, màu sáng? Nói chung là bởi vậy vì sao mà hai văn rất là nhiều, rất là đa dạng, chắc phải cũng vậy, để cho các chị lựa chọn cái mùi tùy theo trường hợp, tùy theo nơi các chị đến, tùy theo và cái nơi mà các chị nhu cầu sử dụng nữa. Đó. 20 cho em. Mặc với quần màu rêu đẹp. Cái mê châu sen vàng, cốt chị sen vàng đấy, em hết sen vàng. Phương Võ 20, Trâm Nguyễn 20, Tiffany B Nguyễn 20 xét. Không tên 20, Huy Học 20. Jenny Nguyễn 20. Cúc Trịnh 20. Lê Thảo xếp mẫu mặt. Cái chất vải này nè, mà các chị lấy cái màu của nó quá tối là em chẳng cảnh báo trước với các chị luôn. Chất vải này là màu tối lên sẽ không có đẹp. Và đặc biệt chất vải này mà lập thể là kèn không đẹp luôn, em nói thẳng đơn. Nếu các chị muốn mặc lập thể thì các chị mặc cái chất vải tối ngày hôm qua em mặc là đẹp nhất. Còn nếu mà các chị nằm ở cái giá cứ một tầm 100 mấy chục ngàn ấy, mà mua áo thiết kế thì nó nằm trong cái chất vải đó. Còn nếu không thì các chị cứ hẳn đầu tư cho em ấn kim các chị mặc, không có gì phải bàn cãi luôn. Kim Thu xếp mẫu mặc khi hàng Trần 20. Một bộ. Còn các chị thích hẳn cái phân khúc mà mặc dễ mặc nhất này, có độ co giãn này, đấy cứ mua thẳng mango mặc cho em, đừng ai nói nghề nói nghiêng. Các chị dáng đẹp cứ mặc hàng mango cho em thử xem coi. Nhiều chị xin lỗi chứ mặc cái áo mà 700-800 ngàn chưa chắc cái mặt đẹp bằng chất vải lụa mango mà nếu như các chị lựa chọn đúng. 592 cho em giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị. Các chị thấy hàng này của em là các chị nhìn thấy một kiếm màu đen là không bao giờ em làm. Là vì em bán hoặc là em làm hàng cho các chị là các chị cứ yên tâm là cái gì đẹp nhất là em sẽ làm cho các chị, khi em không mua giá em đầu tư và em bỏ đi đâu. Giống như em xây nhà em phải biết được là gu sở thích của các chị để mà em phục vụ chứ. Tự nhiên em xây lên xong em để em ngắm mà em đâu có nhiều tiền dữ thế đâu các chị. Tiffany B Nguyễn 592, Jenny Nguyễn 592 xếp. Màu đỏ, hoa từ trên xuống dưới luôn. Chào thứ 592 luôn. Nếu chị thích màu tối thì tôi mai 592 bộ áo.
vải trơn của Vân Phát này các chị mặc là em thấy đẹp nhất. Đấy. Vì cái này mà mặc một tối là không có đẹp. Màu Hà Vũ 592, Cúc Chị 592, Mời Nguyễn 592 set. Thanh Hòa 592, Phương Trần 592. Còn ba. Em đến gần cho các chị xem cái áo. Lê Thị Tơ 592. Mà đấy là em là một đứa là mặc ôm, nghĩa là nói các chị ôm là ôm hít thở, em cứ kéo đi kéo được nha. Còn hai này thôi. $170,000 một, 170,000 một áo, 270,000 một bộ nha các chị nha. Hoa Khoa 592 set. Yến Phạm nào em đi ngày đó em không có dồn nha chị. Tô Thị Kim Nhàn 160, Kim Oanh Đạm 160, Không Tên 160, Quyên Lê 160, Nguyễn Huyền 160, Ngọc Hường 160. Cánh vàng Càng Vàng 160, Phương Trần 160 xếp, Quốc Trị 160, Thủy Nguyễn 160, Kim Lan Lê 160. 160 em hết nha các chị ạ. Vải áo mẫu mặt giá 170.000 một vẻ, chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặt. Một 70 một áo, 270 một bộ nha các chị nha. 652 cho em các chị ơi. Lê hút thêm một vải áo mẫu mặt. Cái này nữa không chồng, đẹp quá à. Đẹp quá hả các chị ơi. 652 mặc vàng như cho vàng này đúng nhiều chị. Trời ơi đẹp quá à. Con tên 652, Điên Liệu 652. Yến Phương 652. Thảo Huỳnh 652. Ngọc Hường 652. Phạm Đăng 652. Thao Nguyễn Thi 652. Kim Lan Lê 652. Yến Phương 652. Tracy Trâm Nguyễn 652. Mộng Hà Vũ 652. Nguyễn My 652. Còn 3. Quốc Trị 652. $170,000 một áo, 270,000 một bộ. Ma Nguyễn 652. 664 chị nào lấy thì các chị chốt 664 cho em. Cái này mà may cực tiền, cái thương lắm lắm luôn. Cái màu 664 cho em, giá 170,000 một áo, 270,000 một bộ nha các chị nha. Trọng Nghĩa 652, Kim Lan Lê 664, Thu Hiền Mai 2 áo 664, Trân Si Trâm Nguyễn 664,
Long lên 664, Nguyễn lên 664. Màu này là một trong những cái bảng màu á các chị, mà các chị mặc vào cho dù các chị có là da đen đi chăng nữa. Nguyễn Thị Mỹ lên 664, Quốc Trị 664. Sáu sáu bốn cho em giá 170.000 một tháng, 270.000 một tháng. Phương Võ 664. Mẫu này các chị chốt cho em là Phan Nguyên 664. Trần Lục 664. Màu vừa 664. Các chị đừng có may ở dưới chân mà các chị may trên ngực cho em. May một nửa hoa thôi. Đừng có thay em lấy hết một cái hoa như vậy, lấy một nửa như vậy thôi nè các chị. Giống như là áo mình đi thiết kế vậy đó. Ngọc Hải Vũ xếp mẫu mặc. Cộng thêm cho em cái quần, một là tím cà, hai là tím than, ba là quần trắng. Giống như áo mà áo thiết kế cũng vậy đó. Hoàn toàn người ta chỉ có làm điểm nhấn ở phần eo là nhiều nửa. Hồng Dương Nguyễn 664 xếp tím cà cho em 170.000 một áo. Thương Võ tím cà. Tiffany B Nguyễn tím cà. Thiên Trang tím cà. Vũ Minh Lan tím cà. Jesse Trâm Nguyễn tím cà. Tuyết Phạm tím cà. Thu Trần tím cà. Vũ Thị Bích Thảo tím cà. Đào Xuân Lan tím cà. Cỏ Úa tím cà. Cúc Chị tím cà. Nguyệt Nguyễn tím cà. Trương Tiên Võ 664. Vũ Thị Bích Thảo vải áo mũ mặc. Sáu quả con nữa. Cho em giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chắc phải là lụa Vân Pháp nha các chị. Cái mẫu áo đợt trước chị mặc ấy, nó gần giống như vậy nè. Trẻ đơn hết chưa? Cái áo kia kìa. Trẻ đơn còn không? Còn không chị, vô chị lượn thêm cái áo đấy đi. Chị nào lấy luôn cho nó gọn luôn. Kia kìa. Cái Vân Pháp ấy. Em còn một cái siêu phẩm nữa đấy. Nhưng mà để em coi còn bao nhiêu mét. Để em cho chị làm hàng xỉ bao nhiêu mét. Đã rồi bắt đầu em làm cho các chị. Ừ trẻ chưa? Còn không? Chị làm có dư vải mà, có dư áo mà. Hai bảy chín cho em các chị ơi. 652 em hết rồi nha các chị. Kim Lai Lê 279. Không còn hả? Dạ. Chơi Xi Châm Nguyễn 279. Hà Trần 279. Lo Vê Hút 279. Hai bảy chín cho em giá 170.000. Yêu Phạm 279. Em là trắng tím. Quần này là quần tím than nha. Trắng tím cho em giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Thì nào lấy thì các chị cho. Hồng Dương Nguyễn 279. Không tên trắng tím. Vải áo mũ mặc giá 170.000 một vải áo. Chị nào lấy comment giúp em vải áo mũ mặc. Ni Hà trắng tím. Nguyễn trắng tím. Thanh Tâm vải áo mũ mặc. Candy Châu trắng tím. Tracy Châu Nguyễn trắng tím. Hà Thúy trắng tím xếp. Phúc Nguyên trắng tím.
kim lan lê trắng tím, tê nút lê trắng tím, ngọc hồi trắng tím. Còn đây chia nguyên trắng tím, nhiên an huỳnh trắng tím, võ linh trắng tím, xếp em hết trắng tím. Đẹp quá các chị ơi, thôi được rồi các chị. 902 cho em 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 902 cho em. Nhường cho các chị. Thì vải gần hết. Đáng vậy. Trời ơi. Quần đen ta nồi. Hết sấy con bà bẫy. Trắng tím em hết rồi ạ. Nguyễn Thị Lệ nương 902. Hà Thúy 902. Phương Đông 902. Nguyệt Hàng 902. Cúc Trịnh 9. Cúc Trịnh 902. Trần Phương 902 xếp. Mấy cái này sao chị cứ thấy nó lẻ lẻ le ra rồi. Mấy đứa mà chị đâu đã bán đâu. Tại vì toàn bộ em là cái con mẫu mẫu. Rồi xong mai mốt đặt chẵn trên trăm, còn cái áo này để bỏ ra để bẻ nó. Không, mà em lấy em gửi đi luôn rồi. Kim Hà Thi 902. Có gì nhiều luôn á. Có 5 cái, 7 cái, ngộ thế nhờ. Không, một mỗi chỉ là... Còn 2 cái chị ơi, chị mừng lấy. Lê Thảo 902 xếp. Men đây phố làm gì cho nó mệt ơi các chị. Quần đen em nói thật xin lỗi chứ. Chị nào mà áo dài chẳng có cái quần đen mới có cái quần trắng. 170.000 một áo các chị ơi, 270.000 một bộ nha các chị nha. 082 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 082 cho em. Trời ơi nó sang lắm các chị. JC Trâm Nguyễn 082, Hà Thúy 082 xếp. Kim Lan Lê 082. Nguyễn Thị Mỹ Lệ 082, Mai Vũ 082 xếp. Quốc Trị 082. Không 082 cho em giá 170.000 một áo. Đi liệu 082 xếp. Mẫu này em mới tặng cái mẫu nha. Các chị 50 tuổi các chị mặc vẫn đẹp. Các chị ơi, cái áo nó làm cho mình già đi mà có khi cái áo nó làm cho mình trẻ ra đấy. Tại sao các chị phải chi đến hàng trăm triệu để đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là đi làm thẩm mỹ để cho nó trẻ ra? Mà tại sao các chị lại mặc những cái màu sắc trời ơi nó già thôi. Mickey 082 xếp. Mông Hà Vũ 082. Nguyễn Thị Sang 082. Hải Nguyễn 082 xếp. Trời ơi, mẫu mai đều này nó sang như cái hàng cao cấp luôn nhưng mấy chị ơi. Đây là các chị nhìn. 209 cho em nha, 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 209 cho em. Huy Vũ 082.
vải áo mẫu mặc bên em còn giá là 170.000 một vải áo, chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc. Thế chị em vải áo mẫu mặc. Chị chi hàng trăm triệu đi đi thẩm mỹ để cho mình trẻ ra, nhưng mà các chị lại mặc những cái màu sắc làm cho mình bị già đi. Ô bộ thế nhở. Dương Kim 082, Trang Si Trâm Nguyễn 209, Kim Lan Lê 209, BT 082, Mỹ Hàng Phạm vải áo mẫu mặc, Cổ 209, Tô Thị Kim Nhàn 209, Kelly Châu 209 set, Xuân Hoàng 209 set, Lan Hoàng 209. Con nhớ hôm qua cái áo hoa đều em mặc không? Thở xin lỗi với các chị chứ. Hoa đều hay hoa gì đi chăng nữa, nhìn nó như thế thì nhường khi nhìn lên nó không giống nhau đẹp nào luôn. Thật sự là cái này đẹp. Đế Quốc 209, Candy Châu xét mẫu mặc, Thời Nguyễn 209 xét, Lê Thảo 209 xét, Thành Tuyết xét mẫu mặc. Lan Hoàng 209 xếp. Hoa Hoàn Thị Kim xếp mẫu mặt. TV Sa Trần 209 xếp. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. 058 chị nào lấy thì các chị chốt 058 cho em. Đơn giản lắm, rất đơn giản nhưng rất đẹp, rất sang. Trần Hoa vải áo mẫu mặc, Nguyễn Xuân xếp mẫu mặc, Võ Tập 058 xếp, Kim Lan Lê 058. Teresa Trần xếp mẫu mặc. Dương Nguyễn 058, Trần Phương 058 xếp, Đinh Thủy 058 xếp, Thu Hà Lê 209. 058 cho em giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chắc phải là lũ hơn. Yến Phương 058, Giang Nguyễn 058, CC Trâm Nguyễn 058, Ngọc Hàng Vũ 058 xếp, Lan Nguyễn 058 còn 5. Không không hai. 002 cho em giá 120.000 một áo, 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha. Vũ Thị Thế 058 xếp, Hồng Nhung 058 xếp, hoa là cứ điểm nhấn ở dưới chân cho em, trên nó có những cái màu sắc nó lượn như vậy là nó làm cho cái phần của các chị nó đỡ trống, mà nó đỡ trống thì nó che được rất là nhiều cái. Thứ nhất là cái phần vai của mình to, thứ hai nữa là khi may ấy, mà thợ may mà may mà các chị mặc nó không có phẳng đấy, là những cái như thế này nó sẽ che được khuyết điểm rất là lớn. Cho nên vì sao khi em làm những đường nghiên cứu hết cho các chị là như vậy, các chị để ý đi, các chị mặc vải trơn ấy, nếu như mà may mà không phẳng ấy, là có nghĩa là khi các chị mặc các chị nhìn thấy nó vẫn nhăn. Còn ở đây là thiết kế này, trên này nếu mà nó trơn tru quá là các chị mặc là thật sự luôn nó là một khuyết điểm đấy. Còn nó có những cái điểm như vậy nó cũng che được rất là nhiều nha các chị. Đó thật sự là nếu mà các chị để ý các chị mới thấy. 002 cho em 170.000. Phương Võ 002. Thế thì ai nói cho các chị biết? Kim La Lê 002. Không nói cho các chị biết luôn. Lê Thanh Tuyền 002. Thúy Hằng 058 xếp.
Lương Thúy Quỳnh 002, Vũ Thị Cương 002, Thu Trần 002 và xét mẫu mặt. Thương Trân xét mẫu mặt. Thanh Tâm 002, Cậu 002. Cái màu này các chị mặc nó vừa phải lắm, nó không có quá chói như màu đỏ, mà nó cũng không hồng quá như các bạn mà dạng như là 30, 35 gì đó. Đây là các chị có 50 tuổi, các chị mặc vẫn đẹp vì cái màu này ở ngoài thực tế của nó rất là sang. Tú Đạt 002, Tiên Si Nguyễn vẻ áo mẫu mặc. Còn Hồng Cúc Nguyễn 002. Còn mẫu Nguyễn Nam xếp mẫu mặc. Tiên Si Trâm Nguyễn 002. Còn 3. Mẫu này là em tâm đắc lắm rồi, rất là lạ, rất là trẻ trung và đẹp luôn. Vải áo Tú Mặc giá 170, xét Tú Mặc là giá 270 nha tình yêu ơi. 88 cho em, giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 88 cho em. Còn nếu mà là màu đen ở trên thì xin lỗi các chị mặc là không bao giờ các chị sợ mỏng. Bây giờ các chị sợ vai lớn, ngực lớn, mỡ thừa các kiểu, màu đen là mặc vô tư. Nguyễn Thị Lệ Nương 88, Lê Nguyễn Lê 88, Kim Lan Lê 88, JC Nguyễn 88, Phương Dung Nguyễn xếp mẫu mặt, Trần Mỹ Phượng xếp mẫu mặt, Vũ Kim Khánh vải áo mẫu mặt, My Hà 88 xếp, Võ Tập 88 xếp, JC Trâm Nguyễn 88, Mai Khánh Trần Huy vải áo mẫu mặt. Chị Hồng Quốc Nguyễn có 002 rồi chị. Sa Vân Phạm 88 xếp. Các chị ơi, 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha. 170.000 một set chứ không phải là một bộ đâu. Một set là áo 2 mét, quần 2 mét luôn nha. Đọc vậy đi cho các chị nghe nó dễ hiểu, chứ nói một bộ là tưởng là may đồ bộ. Cái chết trời ơi, thôi chết rồi. Đây, cái mẫu này nữa. Cái hoa nó nằm trên như vậy, dưới kia nó đi, nó chạy dọc theo cái đường biên áo của các chị luôn, giống như là các chị đi thiết kế vậy đó. Trời ơi, nhiều khi nhìn khúc vải nó như vậy nhưng khi may lên nó khác hoàn toàn nha mấy chế ơi. 560 cho em, giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ như các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 560 cho em. Đẹp lắm lắm luôn. Kim Phụ 560, Huyền Phan 560, Thu Phương Lê 560, Bích Phượng 560, Kim Phượng 560, Kim Lan Lê 560, Tiffany Ngô 560, Maria Ngô 560, Thay Thị Phạm 560, Lê Mai Thi 560, Candy Châu 560 xếp, Phùng Thị Tố Tâm 560, Nguyễn Uyên 560. Còn mà 2. Phan Nguyên 560. Còn 1. Sáu không, em còn một áo chị, ok em chỉ đi rồi. Đó. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. 804 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 804 cho em. Bỏ bính kèn ở đây cho chị luôn. Minh Phượng 804, Hải Phạm 804. Tiffany Nguyễn 804. Phan Thiên 88,
áo 270.000 một bộ, chất vải là lụa vân phép nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 804 cho em. Lê Sang Nguyễn vải áo mẫu mặc. Còn riêng vân phép màu trơn thì các chị khi nào có màu mới về em bán nha. Còn giờ là em ngưng bán vân phép màu trơn luôn. Nguyễn My 804, Chelsea Trâm Nguyễn 804, Vĩ Huệ 804, Nguyễn Thủy 804. Mai Phó 804. Nguyễn Hàng phải áo mẫu mặc. Các chị biết tới cái mẫu này chưa? Cái mẫu ôm rê này này, mà nó có hoa ẩn ở trên một này. Trời ơi, ôm rê không mất gì đâu. 15 cho em 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Đúng gần cho các chị xem. Mười lăm cho em giá 170 nha các chị. Chị nào lấy chị chốt 15. Thảo chị xét mẫu mặc Hồng Huệ Ngô 15. Hà Thúy 15. Phương Thanh 15 set. Riêng đặc biệt cái hàng thiết kế thực sự là hôm nay là các chị mua là gọi là cũng nhiều lắm thôi rồi mấy ngày nay á. Chứ nếu mà em ngưng khoảng một thời gian mà từ 4-5 ngày sau em like lại, em nói các chị hầu như nhiều chị mà nếu mà không có tương tác nhiều là không mua nổi luôn ấy. Vì đâu có nhiều, mỗi một màu nó chỉ có 10 cái là nó thôi. Chứ nó không phải mấy chục cái như những cái hàng kia mà cứ quăng hàng nào cho các chị đâu, không có đâu các chị. Nguyễn Thị Nhi Thanh 15, Mai Trần Tuấn Anh 15 set. Chị nào lấy thì các chị chốt thôi. Đào Phạm 15. Này, khổ luôn, mất đẹp lắm. Sang cực kỳ luôn. Không chốt đơn áo này nữa thì thôi. Mặc thêm cái quần đỏ cho Tú nữa. Chelsea cho Nguyễn 15. 730 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 730 cho em. Bếp Vườn 730, Mai Phú 730, Bánh Bò 730, Thúy Trần 730, Hồng Huệ Ngô 730, Tiffany Ngô 730, Đào Phạm 730, JC Trâm Nguyễn 730, Nguyễn Linh 730 xếp, Đan Vi 730, Bình Võ 730 xếp, Đỗ Lên 730, Ninh Hà 730, còn một Kim Thiện 730, nữa em hết 730. Màu này các chị lấy thì đắm cho em là tím chè số 2 nha. 730 em hết ạ. Tím chè số 2 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt tím chè số 2 cho em. 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chất vải là lụa vân phép nha các chị. Ôi nó đẹp. Tím chè số 2 cho em các chị ơi. Hà Thúy tím kẻ số 2 xếp. Lucia Hằng Phạm tím kẻ số 2. Trần Lục tím kẻ số 2. Nguyễn Thị Nhi Thanh tím kẻ số 2. Mấy trăm? Thủy Nguyễn tím kẻ số 2. Đưa cho chị 2 một cái mẫu hoa phượng mai đi. Cái bố nám đó chị. Ngọc Hường tím kẻ số 2. Trương Thi Trâm Nguyễn tím kẻ số 2. Phương Phạm tím cả số 2. Còn 2. Còn 3. Còn 2 thôi. Đó, mẫu hoa phượng màu trắng đó. Đưa đây cho chị, đưa cho chị. Đưa mẫu hoa phượng đây cho. Còn 2 áo tím kè. Đây, chị nào hỏi em hoa phượng thì lấy liền đi các chị ơi.
có tổng cộng là 7 mẫu hoa phượng, nhưng mà em chỉ thấy một cái nhà này nó làm hoa phượng là có hồn nhất, còn cái kia nó giống như dạng là chỉ thiết kế cho các chị cho nó có hoa thôi á. Đang cho các chị xem cái chuyện mà nó có hoa phượng để cho các chị mặc là nó khác, với lại cái thiết kế mà nó có hồn là nó khác nha mấy chế ơi. Tổng 7 mẫu hoa phượng em tổng hợp lại cho các chị, em làm đúng một mẫu này duy nhất, không có làm mẫu mà nó chỉ có hoa phượng hồ huyền. Cho em các chị ơi, các chị cái bàn lên ha, bàn hôm nay chị ơi.
Huỳnh Kiều 183, Nguyễn Lê 183, Đặng Hương 183, Hà Thúy 183 set, Thám Trần 183, Nguyễn My 183, Trinh Nguyễn 183, Thiện Thiên 183, Kiều Hoạn 183, Phương Phùng 183, Thế Nguyễn 183, còn 4. Jennifer Lê 183 set, còn 3. Trần Ái 183 set, còn 2. Nguyễn Dương 183, còn Nguyễn Hương 183, em hết 183. À. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị ơi. Mỗi mẫu khác cho em. Thêm lần bốn bốn xong cho em khe đi treo 445 xếp Hà Lê 445 Ngọc Hường 445 170 445 Lê Huấn 445 445 đã trắng là phải thật là sang hoặc là thật là trẻ trắng hoặc là lơ là cách mặc là ối cho nó nhiều không có điện mà gọi là nửa đẹp nửa mỡ 473 cho em nha các chị nha 170.000 một áo 270.000 một bộ các chị ơi các chị ơi em hỏi đi à còn một mô lập thể nữa không hay là một qua mang cồn đi các chị Hà Lê 473 Mai Trúc 473 Lan Anh Nguyễn 473 Lucia Học Phạm 473 xếp Thúy Trần 473 Lẽ trắng là phải rất là sang còn không thì sẽ phải rất là trẻ Thầy có chị mặc cái này mà ai mà đứng xa các chị thiệt mình không nghệ thuật nữa đâu luôn bốn bảy ba cho em nha Hà Thúy 473 xếp Lê Phượng 473 Linh Thủy 473 còn 473 thì nào lấy thì các chị tốt 473 cho em Ngọc Hạnh Vũ 473 Tôn Du 473 bỏ này bỏ lên nhớ quay dẹp loạn xong rồi là tiếp tục mới hôm qua dẹp xong rồi các chị ơi nè trời ơi sao em mới trời luôn á em thích quá là vì các chị biết ra mùa này nó nóng á em mặc mấy cái áo này em đứng em bán cho các chị em không có bị quạo 6 Thái 473 em bán là em không hề bị quạo luôn á mà em thấy nó đẹp mà nó rẻ lắm luôn ấy hồi trước các chị cũng mua 100.000 nhưng mà các chị phải trả tiền phí còn bây giờ các chị mua có 100.000 mà các chị được free ship nhưng mà phải công nhận là càng ngày vải nó sẽ càng đẹp đẹp lắm luôn á 401 cho em giá 100.000 một áo nha các chị ơi 200.000 một bộ nha các chị nha chị nào lấy thì các chị chốt 401 cho em đẹp quá trời quá đất luôn chứ nào treo cái áo thì cực kỳ chị có cái may nó tạo từ lâu rồi lần sau mà treo cái áo mà treo kiểu này là chị ký vào đầu cho đấy nha Nguyễn Thư 401
Hà Trần 401, Mai Phó 401, Mỹ Huệ 2 áo 401, Bùi Huệ 401, Sara Trần 2 áo 401, Nguyễn Thị Lệ Nương 401, Nam Nguyễn 401, Thủy Nguyễn 401, Sương Huỳnh 401, Oanh Đỗ Thị Ngọc 401, Lê Nguyễn 401, Phương Trần Thị 401, Kiều Hạnh 401, Mai Vũ 401, Tiffany Ngô 401, Mai Trúc 401 xếp, Lê Kim 401 xếp, Thi Tiên Nguyễn 401, Jessie Trâm Nguyễn 401, Hạnh Văn 401, Đào Định 401, Lương Chí 401, Yên Hô 401 xếp, Tho Nguyễn 401, Võ Thu Nhung 401, Thanh Thúy Trinh 401. Nguyễn Thị Phạm 401, Hoa Lê 401, Trần Thị Tố Vi 401, Nguyễn Thị Huệ 401, Thiền San 401, Hạnh Vương 401, Hải Vân 401. Mấy cái hàng này em bán nhanh lắm, các chị nếu thật sự các chị có thì còn mua, các chị lấy liền đi. Các chị mà đợi nữa là em nói chuyện luôn á. Võ Thu Nhung 401 thêm 1 áo nữa. Bao giờ đâu, phải không bán thôi á. Đỗ Linh 401, Hải Phạm 401 xếp, Nguyễn Hảo 401, Phương Hải Chim 401 xếp. Phải dễ mà bán được thiết kế đâu các chị ơi, thiết kế à? Em nói có nhiều cái, em không phải nói với các chị có nhiều cái em chắc được khó. Dương Nguyễn 401 lên nó xấu quá, xong nhà bỏ không đâu em bán được các chị bao giờ. Lên trên này là hầu như là 10 mẫu thì phải ít nhất là 8 mẫu là đã phải ưng ý các chị rồi, bây giờ em bán hàng thiết kế. Các chị biết thiết kế là rất là cực. Thứ hai nữa là tỷ lệ lời rất là ít. Thứ ba là tỷ lệ mà hàng bán sẽ rất là khó luôn. Tại vì thiết kế nó có 10-15 méo à. Còn hàng như hàng kia các chị cắt bao nhiêu cũng được. Giá thành của nó vừa khoảng. Tại vì khi làm ít thì giá thành sẽ rất là cao. Trang Đêm 401, My Lê Nguyên 401. Bây giờ các chị nhớ cái mẫu mà áo đen trắng em mặc mà cái dạng lập thể với lại là mấy cái dạng mà em hay may áo kiểu không đây. Em sưu tầm được cho các chị cái mẫu này, không những các chị may áo dài đẹp nha. Áo kiểu cũng đẹp, sơ mi cũng đẹp, trung suốt cũng đẹp và đặc biệt muốn may đầm luôn. Không bao giờ xưa, không bao giờ lỗ nốt luôn. Còn để em vô em thay cho các chị cái áo mà em may nó bằng lụa mango thôi nhưng mà may theo dạng như áo vest luôn đấy các chị, mặc rất là xinh mà nó là hoa nha. Tại vì em mặc bình thường đi làm em vẫn mặc cái áo đó. Các chị đóng cho em 401 lập thể đen trắng cho em, giá có 100.000 thôi. Cái này mà chị nào mà dáng đẹp em nói phải xin lỗi chứ các chị may cổ thuyền tay dài thôi, các chị mặc quần đen thôi là đủ đẹp lắm luôn rồi. Còn nếu không thì các chị mẫu này các chị có may kiểu gì em thấy mặc cũng đẹp. Lập thể đen trắng cho em chắc phải là lụa mango nhé. Dạ em xin cái Hồng Dương Nguyễn 401. Nguyễn Ngọc Hải đang lập thể đen trắng, Võ Thu Nhung lập thể đen trắng, Trương Nguyễn lập thể đen trắng, Hồ Thị Loan lập thể đen trắng, chị Duy Phước lập thể đen trắng, Cỏ Úa lập thể đen trắng, Nai Trang 401, Phương Nguyễn lập thể đen trắng, Tô Thị Kim Nhàn lập thể đen trắng, Thanh Nguyễn lập thể đen trắng, Vi Nguyễn lập thể đen trắng, Phương Đông lập thể đen trắng, Ngọc Bùi lập thể đen trắng, Bùi Nguyễn lập thể đen trắng, Lê Trinh hai áo lập thể đen trắng, Minh Hà lập thể đen trắng, Phạm Châu lập thể đen trắng, Oanh Đỗ Thị Ngọc lập thể đen trắng, Thuộc Ngô Thị Bích lập thể đen trắng, Thu Lê lập thể đen trắng, Hằng Hồ Thị lập thể đen trắng, Trần Thị Tố Vi lập thể đen trắng, Mai Trúc lập thể đen trắng, Vân Đinh lập thể đen trắng, Hoàng Ngọc lập thể đen trắng. Lập thể đen trắng giá 100.000 nha chị. Thảo Nguyễn lập thể đen trắng, Minh Hằng lập thể đen trắng, Tiffany Ngô lập thể đen trắng,
thể đen trắng giá 100 ngàn nha chị ơi. Dạ đúng rồi chị. Bên em đặt thẻ đen trắng độ mango. Sử dụng cái quần này, cái chị riêng quần này em có một chục cái ấy. Từ màu trắng đến màu đen, em không mặc màu gì khác ngoài này hết, chỉ có trắng với đen, có một chục cái quần như vậy, chứ không phải ngày nào các chị thấy em mặc quần này cả con bé này mặc con cả. Có nha, 10 cái màu đen. Vừa dương là thể đen trắng. Nhà em có thì các chị, cho chị một áo đồ mango con, đó. 100 ngàn một áo, nếu các chị may áo kiểu như em là các chị may được 2 cái. Nếu các chị may đầm là các chị may được thoải mái luôn. Nếu mà các chị may áo dài thì các chị cũng may thoải mái luôn. Đấy, bán là phải có vải bán liền cho các chị, mặc là phải có vải bán chứ. Đấy, mát, co giãn. Đâu nhất thiết là các chị cứ phải may áo kiểu hay gì đâu. Em thấy mặc cái cổ này là sang nhất và đặc biệt những chị đi làm. Các chị mặc đẹp nhất, gu của em là gu sơ mi thì em không có thích mặc áo kiểu. Một trăm ngàn một áo nha các chị ơi. 012 cho em giá 100 chắc phải là lên mùa nha. Cái này là em đặt riêng về nhà em bán á. Lúc nào thì em có sẵn trong kho. Cái này không những may đầm nha, may đầm nha, may áo kiểu nha, may áo dài nha, may cái gì cũng đẹp hết. Cái may này rất là duyên luôn. Nguyễn Ngọc 012, Võ Thu Nhung 2 áo 012, Hồng Huyền Ngô 012, Dương Kim 012, Hoàng Ngọc 012, Ngọc Thủy Lê 012, Ngô Thị Xuân Phương 012, Lê Thị Hải Hà 012, Thanh Thúy Trinh 2 áo 012, Lan Nguyễn 012, Phượng Ngô Thị Bích 012, Nguyễn Thị Huệ 012, Bình Võ 012, Nguyễn Bạch Mai 012, Cỏ Úa 012, Thiên Nga Phạm 012, Mai Trần 012, Minh Thi 012, Hậu Tam Thị 012, Vân Đinh 012, Võ Thư Nhung thêm 1 áo 012, Dung Lượng 5 áo 012, Cẩm Linh Nguyễn 012, Hồng Diệp Lê 012. 012 là chất vải đồ mango, giá cho em là 100 ngàn. Thảo Trịnh 012, Kim Vân Bụi 012. Đây nó có một cái hoa này em cũng mới về cho các chị luôn. Đợt trước em cũng mặc một lần rồi nhưng mà em lại lâu rồi, nói chung là lâu rồi, nó cũng là đen trắng luôn, rất là đẹp. Không những các chị may đầm mà các chị may xuyên suốt cũng rất đẹp. Với thể phòng 012. Bỏ lên bàn cho chị, cho chị cổ thuyền tay cổ thuyền. Cổ thuyền tay dài đưa cho anh Phong may cho cổ cho chị. Thuyền tay dài. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em 830 nha các chị. Hồn Đạt 012, Đỗ Mai Mai 012. 830 cho em giá là 120. Võ Thu Nhung 830, Bé Hoàng 830.
nha. Lưu Yến nha, 012. Nguyễn Vy Lan 830. Vân Linh 830. Phường Ngô Thị Bích 830. Ngọc Hường 830. Nguyễn Ngọc Hải Đăng 830. Cỏ Úa 830. Hoàng Ngọc 830. Thê Nguyễn 830. Dương Mỹ Lệ 830. Sara Trần 830 6 áo. Nguyễn Hường 830. Hải Phương 830. Dương Lượng 830 3 áo. Thanh Trân Thân 012 và 830. Mùa này mặc quả này cho nó mát đấy chị ơi. 100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 830 cho em. Hôm nay có hai cái mẫu hoa Hương Vân 830. Trời ơi nó đẹp. Mây Mây 830. Trời ơi nó đẹp như là em ăn kim Hàng luôn. 830. Trời ơi cái này đẹp. Cái này gọi là đẹp kiểu ngang luôn đấy. Nè. Oh. Nguyễn Liên 012. Nó đẹp xỉu ngang luôn đấy. Này các chị, mango mà nó đẹp cỡ này nè. 70 nha các chị. Cái này bên chị thiết kế mà nó không vơ cho nhăn nữa thì thôi luôn ấy. Vừa mới về xong chiều ngày hôm qua luôn các chị. Không vơ cho nhăn nữa thì thôi luôn. An Nguyên 70, Thê Nguyễn 70, Có Thu Nhung 70 2 áo. Nguyễn Ngọc Hải Đăng 70, Bích Thủy 70. Tiffany Ngô 70, Không Tên 12. Tô Thị Kim Nhàn 70, Nguyễn Bạch Mai 70, Nguyễn Thị Phương Mỹ 70, Ninh Hà 70, Kim Nguyên 70, Thanh Thúy Kim 70, Bình Võ 70, Loan Lê 70, Phương Trần 70, Hoàng Ngọc 70, Nguyễn Ly Lan 70, Thủy Lê 70, Nguyễn Nhân 70, Kim Vân Bùi 70, Hồng Trinh 70, Đinh Thúy 70, Sara Trần 2 áo 70, Cỏ Úa 2 áo 70, Nguyễn Chi 70, Xuân Phương Nguyễn 70, Hàn Phương 70, Thiên Đinh 70, Thúy Trần 70, Thanh Hương Phạm 70, Nguyễn Hương 70, Phạm Như Quỳnh 70, Thủy Trang 70, Hồ Thị Loan 70, Dung Lượng 2 áo 70, Thanh Nguyễn 70, Không Tên 70, Bùi Thị Kim Phượng 70, Kim Oanh Vũ 2 áo 70, Thanh Thu Phạm 70, Cỏ Úa 2 áo 70, Đoàn Hảo 70, Vân Đen 70, Nguyễn Phụng 70, Hòa Nga 70, Bích Thiền 70, Ngọc Đen Nguyên 70, Mây Mây 70, Mai Trần 70, Nguyễn Thêm 70, Kim Vũ 70, Trần Nga 70, Kim Anh Trần 70, Loan Lê Thêm 1 áo 70, Triệt Duy Phước 70, Thảo Nguyễn 70, TV Sai Trần 70. Còn 3 nữa. Phương Trần 70. Còn 2. Nhưng mà chưa có cắt thịt không? Đẹp lắm. Biết cái áo này nó lẹt trôi ở đâu rồi. Nói rồi, bán cho mình cứ để nó đi, nó mất cần sử dụng lại. Trôi là trời ơi. Đấy, thực phẩm như em lúc nào nó cũng phải có điểm nhấn như vậy này các chị. 120.000 một áo các chị ơi. 120.000 một áo, 220.000 một set. Tuyệt vời. 638 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 638 cho em. Võ Thu Nhung 638. Nô Gia Hiền Võ 638. Hoàng Anh 2 áo 638. Phạm Bảo Hà 638 xếp. Không Tên 638. Thu Huyền Mai 2 áo 638. Đó.
Đào Định 638, Nguyễn Thảo 638. Bạch Dương 638, Thanh Thúy Trinh 638, Nguyễn Thảo 638, Nguyễn Liễu 638. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 270.000 một bộ, thì nào lại chỉ cách nhau một bảy bốn. Một bảy bốn cho em giá 170.000 một, 120.000 một áo, em xin lỗi. 120 một áo, 220 một bộ. Sara Trần 1742 áo, Trần Thị Tố Vi 174, Phương Đoàn 174 xếp, Ngọc Bùi 638, Nguyễn Chi 174. Mẫu này các chị không phối quần sáng, các chị phối quần màu đỏ cũng đẹp. Yên Nguyễn 174, Thủy Nguyễn 174, Trần Thị Tố Vi 174 xếp, Võ Thu Nhung 174, Chu Thị Mỹ Dung 174, Thúy Hằng 174. Còn 4. Chị không phối quần màu xám, các chị phối quần màu đỏ tươi cũng đẹp. Hoặc là các chị Phương Lan Trần 174, Tiffany Ngô 174 xếp. Mẫu này là mẫu best seller nhà em luôn, nhưng mà cái này là mình hàng lụa nhập nha, không phải là mình hàng. Kim Ngân 174, 120.000. Hoàng Nga 174, nữa em hết 174. Không, 11 cho em giá 120.000 một áo, chắc là hàng lụa nhập, em đã từng bán cho các chị. Không, 11 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt không 11 cho em. Hoa Ngô 011. Quốc Trần 011, Nguyễn Thị Thương 011, Trang Huyên 011, Võ Thu Nhung 011, mình hàng nó mặt mát, Hoa Đỗ 011, dáng vô cùng giá hàng quá vừa phải luôn. Nguyễn Liễu 011, giá có 120.000 một áo. Hải Nguyên 011. Vứt nha mấy đứa, đừng có phí phạm như vậy nha. Giám phạm 011. Ê chị ơi, đẹp chưa? Một quần hoa 011, Thúy Trần 011, đấy mà đẹp quá, mà đến mức độ mà mặt nó còn nhăn luôn. 750 cho em, 750 cho em giá 120.000 một áo, 220.000 một set, chị nào lấy thì các chị chốt 750 cho em. Trời ơi, đẹp mà đến mức độ mà tự tin, mà đến mức độ mà muốn khóc luôn á, vì các chị không mua là ôi trời ơi nó buồn. Nó buồn ơi là buồn luôn. Quá trời quá đất luôn. May trước 750 set. Hiền Phan 750. Bảo Trân Nguyên 750 xếp, Hoa Đỗ 750, Hoàng Dương 750 xếp, Mai Vũ 750 xếp, Quốc Trần 750, Kim Anh Trần 750 xếp, Trần Thơ 750, Thảo Nguyễn 750, Võ Thu Nhung 2 áo 750.
Cúc Trần 750 chết. Còn 2. Lê Tô Nữ 750. Còn 1. Thùy Dương 750, nữ em hết 750. Nhưng phải chỉ đơn giản hai cái cọc ở trên cho hai cái cọc ở dưới. Đâu? Ông bao nhiêu có? 120.000 một áo các chị ơi. 120.000 một áo, 220.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 172 cho em đi. Thôi rồi được. Quần đen mặc quần da thôi là đủ đẹp lắm lắm luôn. Dương Huy 172. Mẫu này em đã từng mặc một lần và em đã từng úp một cái clip cho các chị ấy. Mà cái clip đấy em nói với các chị đến thời điểm này nó ra đến 500.000 lượt các chị xem ấy. Nhiều lắm luôn á. Toàn hỏi áo em mặc không, mà lúc đấy em mặc là chủ yếu để giới thiệu những cái vải treo thôi, chứ em không có úp cái clip đấy để mặc cái áo đấy để bán. Một bó thu nhau 172, Nguyễn Thị Thơm 172, Nguyễn Liễu 172, Nguyễn Tuấn 172, bó thu nhung thêm một áo 172. Một 172 cho em giá 170.000 một áo. Đặng Hương 172, Kim Oan Vũ 172, Chiếc Kim Nguyên 172. Em ướm lại lần nữa cho các chị nhìn nhé. Lan 172. Còn 5. Em ướm lại một lần nữa cho các chị nhìn này. Các chị mặc lên mà không đẹp các chị phải cần trả tiền cho em luôn. Cái này nó sẽ nằm đúng ở giữa cái phần ngực của các chị này. Rất là hay luôn và đẹp tuyệt vời. Thùy Thùy 172, Tê Rê Sa Trần 172, còn 3. Thuy Trọng Nguyên 172, còn 2. Cỏ Úa 172, còn Phan Thanh Hoài 172. Mẫu này các chị chốt cho em là 0800. 120.000 một áo, 220.000 một set các chị ơi, giống quả túi hàng cho em mà các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 0800 cho em ha các chị ha. Cỏ Úa 085. Bài Dương 085. Nhìn thì nó đơn giản chứ mặc lên nó chả đơn giản tí nào luôn đấy nha. Huỳnh Nhung 085. Mai Vũ 085. Hưởng ứng cho cái sự hoa đều nó đẹp. Đỗ Nhung 085, Phạm Châu 085. 120.000 một áo, 220.000 một set. Nào lấy cái chỉ số 212 cho em. Nguyễn Xuân 085. Một dàn sàn quá trời luôn. Hôm nay bộ này đây. Nguyễn Duyên 085. Chị nào lấy thì các chị chốt 213 cho em.
Nguyên Võ 213. Một áo các chị ơi, 220.000 một bộ nha. Phúc Trần 085. Bỏ cái mẫu luôn. 422 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 422 cho em. Kỳ lạ không tên 422 phải mặc lên các chị mới chịu mua, chứ còn mời là các chị cứ hay nhìn xong các chị lướt qua vậy đó. Nguyễn Thơ 422, Phúc Trần 422, Nga Nguyễn 422, Phan Thúy Trinh 2 áo 422. Trần Phương 422, Phương Lan Trần 422, Liễu Nguyên 422. Một áo 220.000 một set, 180 cho em. Chị Đào lấy thì các chị chốt 180. Hồ Thị Loan 180, Phương Lan Trần 180, Cỏ Uống 180, Hoài Dương 180 set, Mai Vũ 180, Phạm Như Quỳnh 180, Trang Huy 180, Đỗ Mỹ 180, Nguyễn Tây 180, Nam Nguyễn 180, Trần Thị Tố Vi 180, Thùy Trang 180, Phúc Trần 180, TV Sa Hồng Nguyên 180, Kim Vân Bùi 422. Giá 120.000 một áo, 220.000 một set, thì nào lấy thì các chị chốt 005. Dung Nguyễn 005, Hồng Ngô 005, Thu Hiền Mai 2 áo 005, Thu Thủy 005, Trang Huynh 005, Mỹ Hương 005. Uyên Lê 005. Có đọc tên là có đơn đấy chị ơi, còn không có đọc tên là không có đơn. Bây giờ các chị hỏi lại các bạn không biết được đâu các chị. Em giá 120.000 một áo, 220.000 một set, chị nào lấy thì các chị chốt 412 cho em nha. Nguyễn Lê La
Nam 412, Mai Pháo 412, Mai Vũ 412, Tiết Tiên Nguyên 412, Không Tên 412. Tú Đạm 412, Nguyễn Hiền 412, Nguyễn Bạch Mai 412, Sương Huỳnh 412, Hoa Hồng Xanh 412, Kim Chi 412. Nguyễn Liễu 412, Phạm Hồng Hải 412. Thanh Hoàng 412, Quyên Lê 412. Cho chị chấm cái áo này để chị giữ điện nữa. Một chín mươi cho em này các chị. 412 em hết ạ. 190 cho em, giá 120 ngàn một áo, 220 ngàn một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 190 cho em. Hàng này là vừa mới về xong rất kỳ đấy các chị. Chứ ngày hôm qua là em đã tặng thử không còn tí nào luôn. Còn tí nào luôn á. 190 cho em, 120 ngàn một áo, 220 ngàn một set. Anh ơi em cho cái vàng này lên cho chị đã rồi. Kim Oanh Đạm 190, Trần Thị Tố Vi 190, Thiền Ngọc 190, Nguyễn Bạch Mai 190, Tiffany Ngô 190, Tết Thiền Ngọc 190, Thiền Ngọc kêu một phiếu bỏ. Phạm Bảo Hằng 190, Lan Anh Nguyễn 190. Đọc rồi, đọc rồi. Đọc hai lần đó là dư đó. Lê Thảo 190. Lê Thảo 190 Tết. Thu Huyền 190. Trang Lên 190. Không Tên 190. Hồ Thị Phượng 190. Trang My 190. Bùi Thị Kim Phượng 190 và 1. Hoàng Quỳnh Liên 190 nữa em hết ạ. Xong chị hai. 120.000 một áo các chị ơi, 904 cho em. Bây giờ tới hai đề các chị hay, các chị mặc thử cái size này đi, cái size này là em lấy cho mắt em mới làm được cho các chị đấy. 904 cho em, giá 120.000 một áo, 920.000 một set. 904 cho em. Duy Phước 904. Lê Thảo 904 xếp, Nguyễn Bạch Mai 904, Hiền Trần 904. Bé Nam 904. Quá trời nó đẹp. Lưu Thị Trúc lên 9042 áo, Tuyết Trần 904 xếp. Phương Hồ 904. Không có chất nào qua được cái nó hết.
Còn không thì đấy, mưa phùn 251. Ở phân khúc mà dòng trung bình thì đấy các chị cứ mua thôi. Còn không thì các chị cứ ăn khi mà các chị mặc cho em thôi. Dung Nguyễn 251, An Hoàng 251. Huỳnh Thị Bích Lân 251. Ngọc Bùi 251. Cỏ Úa 251. Tuyết Trần 251. Hương Trần 251. Trần Thị Tố Phi 251. Lê Thảo 251 xếp. Hương Lê 251. Nguyễn Liễu 251. Lý Lê Nguyễn 251. Nguyễn Dung 251. Thằng Phạm Thi 251. Ở phân khúc giá 100 mấy chục ngàn như vậy mình phải định nghĩa được là giá 100 mấy chục ngàn thì nó chỉ như vậy thôi, và mình đòi hỏi nó gì đó cao hơn nữa, gì hơn nữa thì các chị tất nhiên là phải bỏ thêm tiền vì chất xám các giá trị của nó khác nhau chứ. 120 ngàn một tháng, nếu mà như mà để mà mặc nó thì không phải là nó hay nữa. Các chị thấy 10 lần em mặc cái chất vải này là 10 lần cái dáng nó rất là đẹp, vì mình nói ở đây là cái chất vải này thật sự với cái giá thành này các chị mặc là quá ok. 230 cho em nha, 120 ngàn một tháng, mỗi người đang chết có lắm phụ nữ. Kim Oanh nặng 230 xếp, Mộng Hà Vũ 230. Nguyễn Dung 230, Nguyễn Bạch Mai 230, Thu Vân Hà 230 xếp. Cho em giá 120 ngàn một áo. 120 ngàn một xếp thì ngồi lấy thì sẽ chốt 230 cho em. Cho em 230. Trời ơi, cái này có mặc trên quần tăng cô ban. Quần màu trắng này, còn màu đen này, phải không? Nguyễn Thư 120, Tho Nguyễn 120, Tuyết Trần 120. Nào lấy thì các chị chốt 656. Thiền Phan 120. Không tên 656. Thiên Trọng Nguyên 656. Thể đẹp lắm các chị. Quý Hiền 656. Hải Phạm 120, Trần Thị Tố Vi 656, Tuyết Trần 656, Mỹ Lê Nguyễn 656.
Mẫu cuối cùng các chị ơi. Hàng trần 656. Mẫu cuối cùng của lô hàng này nha. 203 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 203 cho em. 120.000 một áo, 220.000 một cái. Mấy? Lê Uyên 656, Phi Uyên 656. 4 áo gì ạ? 3. Dạ 3 chị. Dương Nguyễn 203, Thu Hiền May 3 áo 203, Phan Thanh Hoài 203, Phương Lan Trần 203, Tuyết Trần 203, Phan Thủy 203, Cỏ Úa 656, Long Anna 203, Trần Thị Tố Phi 203, Nga Nguyễn 203, Nguyễn Hạnh 203, Phương Lan Trần 656, Anna Trần 203, Loan Lê 203, Nguyễn Thị Phương Dung 203. 203 em hết nha các chị. Nếu chị nào mà thích tông sáng, phải có độ co giãn, không có bóng, tông nhẹ nhàng theo kiểu mà các chị mặc lâu lâu, các chị mặc thanh lịch ấy. Một trong những mẫu mà hầu như là làm lên thương hiệu của nhà Tú. Cái này là của bên nhà Thiên Kim đấy, nhưng mà em bán phụ cho nó ấy. 120.000 một tháng. 220.000 một set, chất gọi là lụa mỹ kim nha các chị nha. Có độ co giãn, không bóng, rất là đẹp luôn. 37 cho em, giá 120.000 một áo, 220.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 37 cho em các chị. Không bóng, có độ co giãn, màu sắc sáng, màu sắc nói chung là dành cho các chị mà thích tông mà tông nhẹ nhàng á. 37 cho em, giá 120.000 một áo nha các chị nha. 220.000 một set, chị nào lấy thì các chị chốt 37 cho em. Chất phải đầy mặt mình đẹp lắm. Chị nào lấy thì các chị chốt 37 cho em ha. Màu tối thì có màu sáng, có chị này thì có chị kia thôi các chị. Phương Bùi 37. Trần Phương 37. 37 cho em, giá 120.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 37 cho em nha các chị ơi. Phương Võ 37, Nguyễn Thị Thương 37. Phần thôi nha.
cũng rất là muốn làm tốt, nhưng mà đặc biệt nữa là nhiều khi thứ nhất là năng lực chưa làm hết nổi, thứ hai nữa là nó quá nhiều việc thì người ta làm sai, thì chuyện đó rất là bình thường thôi chứ đâu có gì đâu các chị. Chắc chắn mai mốt các chị sẽ có con và chắc chắn các chị sẽ có cháu đi làm, chứ không ai để con mà có tiền để mở công ty để làm ông chủ bà chủ hết các chị ơi. Rồi cái thứ hai nữa, mình là tư cách mình lớn mà, nếu như thật sự mà nó có quá đất quá trời các bạn mà quá đáng quá thì các chị mới giận thôi, chứ còn chỉ vì một hai cái nhỏ nhặt đáng là cái gì đâu các chị. Trời ơi, em đây là một trong những đứa cũng đi mua hàng online này, mà đặc biệt luôn em mới phải xin lỗi với các chị chứ. Em mua hàng đó mà mua em không phải là tự hào gì, em mua 100.000 em cũng thấy là mua hàng có nhiều vấn đề. Thứ hai nữa là 1 tỷ đi chăng nữa, ví dụ các chị mua hộp toàn 700-800 triệu một cái hộp toàn, nó vẫn có vấn đề xảy ra là chuyện bình thường, thì có thể là do vô tình và thời điểm đó bạn nó năng lực là các chị chưa hài lòng. Thì nếu như thật sự nha, để làm các chị khó chịu thì chắc chắn chuyện đó em tặng được ai bán hàng cũng đều có hết, ai bán hàng cũng đều có. Bản thân của em đây này rất nhiều kinh nghiệm này, nhưng mà nó còn tùy thuộc theo những lúc mà tâm trạng của mình nữa, và đặc biệt cái cách phục vụ của mình chưa có tốt thôi. Còn các chị nghĩ là là vì như vậy mà các chị giận thì em thật sự luôn không đáng đâu các chị ơi, không đáng đâu. Một ngày mấy đứa này như em nó làm em bực mình cả 1.000 lần, cả 1 tỷ lần. Có khi các chị thấy em đứng ở trên line nhưng mà em xị xuống một đống như chửi nó xả luôn đấy các chị thấy không. Nhưng mà vấn đề ở đây là nếu quá đáng quá thì mình không chịu nổi được ấy, hoặc là vấn đề mà gọi là nó quá nghiêm trọng đi thì mình mới tính vào những cái chuyện nhỏ nhặt. Vì 1, 2, 3 cái đơn hàng mà không chưa xử lý chậm chạp hay gì đó thì em nghĩ là em cũng là một đứa từng đi làm việc cho người khác, giống như hồi xưa em đi làm việc cho mẹ em vậy đấy. Em cũng là có những cái sai sót, mẹ em vẫn nói là chuyện bình thường. Còn nếu mà nói mà để chuẩn 100%, ai không muốn các chị, ai cũng muốn hoàn hảo ấy. Đặc biệt các bạn đi làm cũng rất là muốn làm công việc nó hoàn hảo. Nhưng thứ nhất là có thể năng lực các bạn chưa tới, thứ hai nữa là có thể nhiều hàng quá, nhiều việc quá, các bạn có sự sơ sót. Các chị ơi, nhỏ nhặt mà, trời ơi, tính sân si những cái chuyện nó lớn, gọi là nó bị đó mà nó rất là lấy. Chứ còn chuyện thứ nhỏ quá trời, các chị có gì khó đâu. Còn em không bân nhân viên em nha, chưa bao giờ em bân nhân viên em trước mặt các chị hết. Các chị thấy ở đây em còn dám chửi tụi nó, chứ còn nhà người ta là người ta không nói bất cứ câu nào đâu, tí nữa người ta cúp máy đi bắt đầu người ta mới chửi. Để trước mặt các chị là người ta những hoa hậu thân thiện, chứ đằng sau đó là không phải như vậy. Nhưng em là một bản năng rồi, cho nên là nhiều khi em cũng kìm hãm dữ lắm, nhưng mà em vẫn có những cái thái độ giống như gọi là nếu các chị chưa hiểu thì các chị sẽ nghĩ là cô này khó nết hay chửi nhân viên, chứ thực tế trời ơi, to các chị ơi, cái chuyện gì nó to thật là to ấy, thì hắn tính hắn nhỏ nhặt mà các chị. Còn em khẳng định các bạn thì em không thể nào vừa lòng được tất cả các chị. Nếu đặt tư cách các bạn đi làm cũng rất muốn làm vừa lòng các chị. Để vì sao? Vì để lấy điểm của em, vì em trả công cho các bạn làm việc. Còn nếu có sự sai sót, chắc chắn là có, chắc chắn là sẽ có, không bao giờ không có hết. Vì ai cũng muốn sự hoàn hảo, nhưng nếu hoàn hảo không được thì phải chịu thôi. Còn nếu thật sự mà các chị vì lý do mà các chị giận luôn cả em, vì lý do các chị không mua hàng nữa, thì thật sự thế này tôi cắt em, thì em chịu với các chị. Em chịu. Đúng không các chị? Còn mấy bạn này ngồi đây em nói thì các bạn vì đều hiểu. Các bạn rất muốn, nhưng mà có thể có nhiều sai sót thì chuyện rất là bình thường. Còn em tính em, những chuyện lớn, mấy cái chuyện nhỏ nhặt này. Còn nói xong rồi là thôi, mình sai mình có quyền nói ok. Nếu nhân viên em làm sai vì Phật ý của chị thì thứ nhất là em xin lỗi chị. Còn vấn đề ở đây là nếu như thật sự có chuyện đó xảy ra thì bắt buộc em phải coi lại toàn bộ, coi là tại vì khi chị nói thì mình chị đang nói về phía có một phần của mình thôi. Còn lý do vì sao nó xảy ra sự việc như vậy thì chắc chắn là phải có hai nguyên nhân. Nguyên nhân của cả hai bên nó mới xảy ra cái sự việc về những cái chuyện mà không vui với nhau cả. Vì trong một sự việc chắc chắn nó phải có nguyên nhân, chứ không tự nhiên tự làm các chị giận em hết, hoặc là các chị phản ứng như thế này. Còn nếu mà để mà trả lời chính xác cho chị là vì chắc chắn 100% nhân viên, vì em đang nghe chị nói thôi. Còn em muốn biết thì bây giờ em vô trong tin nhắn của nhà em để em coi là lịch sử mua hàng của bên em, và đặc biệt bên em có số tổng đài. Mà số tổng đài là số khi các chị mua hàng, các chị alo hoặc nhân viên em la alo cho các chị là đều có ghi âm lại hết trong vòng 1 năm, để tụi em có thể biết được nhân viên đó làm việc như thế nào. Và cái quá trình các chị nói chuyện với nhau, hoặc là các chị nói chuyện với nhân viên em, hoặc nhân viên em nói chuyện với các chị khi chốt đơn hàng ấy, là nguyên nhân nó nằm ở đâu chứ.
em là thực sự trong một sự kiện không bao giờ em nghe một người nói với các chị ơi. Ba bảy còn chốt nữa không? Không nữa đúng không? Qua em nha. Rồi cái này là còn nếu mà chị có báo cho em về ý tốt của chị thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Còn lý do vì chị không muốn mua hàng của em nữa thì thứ nhất là em cũng chịu luôn. Còn nếu để hiểu nguyên nhân nằm ở đâu thì em phải coi lại toàn bộ quá trình nó xảy ra, cái tình huống như vậy thì em mới trả lời mình được nhé. Các chị ơi, chắc phải là lụa mango nha. Em lọc mấy cái bông mà đẹp đẹp ra em bán cho các chị trước nha. Còn tối còn nhiêu em bán sau nha các chị. Chị em không bân đứa nào đâu các chị. Em mà bân nó chẳng bây giờ em chửi nó trước mặt các chị để làm gì đâu. Em mà bân nhân viên đó, em là một đứa phải nói là nổi tiếng về chuyện để chửi nhân viên sai sạch trên mai với các chị. Không mắng nhưng mà là sai thì có quyền mắng, nhưng mà ở đây là nguyên nhân như thế nào thì chắc chắn phải có nguyên nhân, không tự nhiên tự làm một thành ra sự việc này đâu. Còn muốn biết thì em phải coi các chị ơi, còn em là tuyệt đối ai nói cái gì thì nói, em phải coi hai bên đã chứ không có nghe được một phía được các chị. Sự việc này cũng đều có hai phía hết á. Còn nếu nói thì thật sự luôn, bản thân em vậy, em mà có nói hay thì em cũng phải nói hay với em, cái tội gì em thì nói dở với em làm gì. Còn nguyên nhân nằm ở đâu, nếu thực sự mà chị là bị gọi là chị mua hàng bên em mà nhân viên em không ok với chị ấy, thì em chỉ có thể chứng minh em gọi lời xin lỗi chị nha, nếu có thì chị. Chưa Như Hà 11, Nguyễn Loan 11, Hoa Ngô 11. Còn ba 100.000 một áo thôi các chị ơi. Mai Vũ 770. Mẫu này rất đẹp. Rất là đẹp. Như Phạm 712. 712 còn 1. Dương Nguyễn 770. Bông trăm thì này các chị. Mình Ngọc Hường 11. Nó khen hiếm lắm. Khen hiếm là gì? Khen hiếm được cái mẫu Phương đẹp. Nguyễn 776. Chứ còn cái mẫu mà gọi là son đỏ tím vàng, ôi trời có mà đầy. Em vẫn tưởng nói với các chị đấy. Không bán sao mà. Chị Sương Nguyễn comment lại giúp em nha chị. Không Kim Vân Bùi 770. Như Phạm 080. Trương Minh Quân 080. Phương Nguyễn 770. Còn Thi Nguyễn 080. Cúc Trần 518. 518 hết. Có một tím than này các chị. 100.000 một áo. Như Phạm 596. Cái mẫu này chị thấy hình như ở bên kia có nên kem với than ơi. Cái song thỉ này này. Đó. Thì than ở bên kia có cái song thỉ này màu đen kem này, đưa đây cho chị nè. Nguyễn Thị Như Hoa 596. Đúng không? Không. Mẫu như vậy nè. Phú Quốc 221. Còn 2.
Dương 880, Thảo Vi 880, Kim Vân Bù 880 và 1. Trần Lê 880. Bộ 470 còn. Trương Như Hà 470. À. Mai Vũ 470. À. Phương Bùi 679 và 221. Hoa Ngô 470. Đây này có cái song nỉ đen kem thì đẹp lắm. Các chị lấy liền một cột đen cho em xin xấy em chị. Đại đủ men gồm Như Phạm 470, Ngọc Lường 470. Tám tám ba cho em giá 100 nghìn một cái. Đẹp quá trời luôn này các chị. Mềm mại có độ co giãn. Như Phạm 883, Trương Minh Quân 883, Hồ Kim 883. Này mà phối quần đen đẹp lắm luôn. 883 cho em giá 100 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 883 cho em. Ờ, đưa cái lập thể kia cho chị đi. Cái lập thể em để dưới cái bông xanh này. Còn nhiều thế. Hải Vân 883, Trên Phạm Quang 883, Minh Oanh 883, Phương Đặng 470, Phùng Thị Dành 883. 267 cho em. Điền Nguyễn 883. Chất vải là lùa mango ấy các chị. Cái này để đây tí nữa mà chưa lên mà bán như thế. Cái này là đẹp quá trời luôn. 267 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 267. Tiêu Minh Quân 267, Thường Kim 267, Mai Huỳnh Trần 267, Lê Thảo 267, Nguyên Lê 267, Nguyễn Thanh Phương 2 áo 267. Hết chung rồi. À đây còn Thu Ngọc 267. Còn Mười Nguyễn 267, Đàn Hồng 267, Như Phạm 267. Khoan 6 thôi. 1 3 Còn như thế 6 không? Dạ. Dạ. Còn 4 Phạm Trương 2 áo 267. Còn 2 Phan Văn Nguyễn Thị 267. Còn 1 Quang Nguyễn 267. Mẫu y chang như vậy luôn, nhưng mà màu đen này thì ở dưới chợ nó hết rồi. Em chỉ còn có mấy áo thôi, các chị mua luôn với em. 231, 100 nghìn một vải áo. Các chị ơi, chất vải là lụa mango nha các chị nha. Đưa cho chị cái hoa nhí kia đi thôi. Ờ. Nó có một cái mẫu mà nền màu đen mà hoa gần giống như vậy mà hơi đô đô ấy. Nhà mình còn hình như 3-4 bịch đấy Khanh ạ. Nhon hoa nhí luôn. 231 có bằng này thôi nha. 100 ngàn một áo. Không phải hoa đấy đâu. Hoa màu đô đô cơ. Đợt trước bán một lần có khi mãi sao rồi chị nói lấy các bằng đó. Còn bên kia hình như bằng Kim Lan Lê 231, Thi Nguyễn 231, Phương Trần 231, Mười Nguyễn 231. Mẫu này em thấy nổi tiếng lắm luôn đấy các chị. 277 cho em giá 100 nghìn một áo. Chị nào lấy thì các chị tốt 277 cho em. Chất vải là lụa mango nha các chị ơi. À, mẫu này em thấy Nguyễn Thanh Xuân 277, Thúy Hoàng 277, Mai Vũ 277, Nguyễn Thị Hoa 277, Kim Lan Lê 277, Mười Nguyễn 277. Còn Vũ Hạnh 277,
không làm các chị phải chờ đợi lâu. Một trong những mẫu best seller nhất trong ngày hôm nay. Bơm bơm 231. Rất 231. Hai eo nữa đúng không? Dạ. Hai mẫu mới này các chị. Mua hết cho em một cây hàng. Tính cho em coi còn màu gì nữa. Em cần để làm bán cho các chị từ từ. Chứ mấy cái này nó màu hết. Lắm các chị ơi. Mới toan toan sản phẩm. Không phải 207 cho em giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 207 cho em. Lên lên 207. Để đấy đi tí chị quay chị chào cho Phan 207. Kim Vân Bùi 207. Trương Minh Quân 207. Hương Đặng 207. Em đưa cái hoa nhí một quả cà rốt đấy đây cho chị. Ngô Nga 277. Các chị ơi, mẫu này mẫu mới giống cái mẫu màu tím hôm nay đấy. Ở ngoài đẹp cực kỳ luôn á. Không tên 207. À, nhí xinh lắm. Cái này mà mặc ấy là hay, là mặc chẳng dè vô cùng luôn. Phương Trần 207. Phương Đặng 207 xếp. Tám 32 cho em giá 100.000 một áo. Chắc phải là lũ mango hàng chính phẩm nha các chị. Lưu Thị Trúc Linh 207. Lê Sương 832. Phương Bùi 832. Thúy Hoàng 832. Trần Lê 832. Trương Minh Quân 832. 832 cho em giá 100.000 một áo. Các chị mua thêm quần thì khi nhân viên rút đơn, các chị nói các bạn giúp em nha. Nè bỏ mấy cái này vào. Hoa Ngô 832. Loan Nê thêm một áo 207. Mẫu này các chị chốt cho em là 253. Cho em giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị rút 253 cho em. Mấy cái này em mà may hết á nè. Ví dụ như cái này mà có quần một vàng rồi ấy, mặc vào dễ thương, còn không thì cứ may cho em. Lý Hoàng 253, Loan Lê 253. Nó mát các chị ơi. Là giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 253 cho em. Hương Đặng 253 một set. Mẫu này các chị chốt cho em là 260. Đoàn Hồng 253. Em lấy cái gì vậy? Cho em giá 100.000 một áo. Phương Nguyễn 260. Mai Phương Nguyễn 253. Ở đây có rồi, còn tập để lấy. Thu Ngọc 260. Còn Nguyễn Hồ 260. Mấy khi 260. Phú Quốc 260. Mời Nguyễn 260. Phạm Như Quỳnh 253. Thiệt chứ. Mặc quần đen thôi là đủ đẹp luôn. Áo vậy may của thuyền nữa.
đưa cái mật đó lên đây cho cô luôn nào. Hôm qua em kia thì chị mới nói đứa nào nhớ đảo ra đi. Cái hàng để ở đấy là cứ chất nó lên, xong không có chị đảo nó ra lại chất vô trong chỗ cũ. Phương Hồ 260. Trần Lê 223. Thúy Hoàng 223. Kim Lan Lê 254. Quỳ Hồ 254. Thúy Hoàng 211. Đẹp. Kim Lan Lê 211. Cho em cái quần màu đỏ, các chị mặc rất đẹp nếu các chị may áo dài nha. Còn nếu mà các chị may đầm xinh lắm. 211 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 211 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo, chắc phải là lụa mango các chị ơi. Mấy chị nhà mình mắc cười nha, những cái đẹp mời nhất định không mua mà mặc lên nhiều sực. Đưa chuyên cái mật ở đây cho chị nè. Cốt Trần 211. Kim lạ gì cho. Bài tuyết 211, hoa cao 211. Trần Thơ 211, Maria Nguyễn 211, Hương Trần 211. Góc bếp của Phạm 211, hoa ngô 043, 10 Nguyễn 043. Thúy Hoàng thêm một áo 211. Phan Thanh Hoài 076. Nguyễn Thị Mỹ Cúc 162. Nguyễn Thị Sen 076. Hết 076. Nguyễn Hồ 162.
162. Còn Trang Ngọc 162. Lê Thảo 154. Lê Thị Thu Hà 154. Nguyễn Ly 154. Phường Kim 558. 558 còn họ có lý trợ còn cái giờ đưa. Phương đang 558. Tròn xét bây giờ. Nga Ngô 558. Hoa Phạm 558. Nguyễn Liễu 558. Cô Trần 558. Còn biết mặt nha, không còn là không thêm mặt nha. Mặc lên rồi. Phương Nguyên 162. Cương Nguyên 558. Kim Ngân 558, kem sữa 558. Đây. Không có hàng để bán luôn. Đẹp lắm. Mặc thêm cái quần màu đỏ cho em. 100.000 một áo các chị ơi. 100.000 một áo nha, chắc phải là lụa mango ấy các chị, mẫu mới. Ra trên xào 207. Má 207 nha chị Tô Thị Kim Nhàn. Nguyệt Hồ 203. Áo dài Vi 203. Kim Lan Lê 203. Phương Si Phan 203. Phương Trần 203. Nguyễn Bạch Mai 203. Mỹ Linh Phạm 203. Phan Thị Cẩm Hoa 203. Tô Thị Kim Nhàn 207. Cho em vẽ 100.000 một áo chị nào lại Lê Sương 203 cho em nha. Em họ thử xem có là giấy trợ còn không là em đưa vào liền cho con may tối. Nhưng mà chưa thấy trả lời. Nghỉ nha, hẹn gặp lại các chị livestream tối nay nha các chị. Chị Nhung ơi.